Chào các bạn. Thì hồi nãy là mới quần dũng xong đó, có được mớ cá. Giờ thì mình đi kiếm một trái thơm nên làm cái món cá mè kho với trái thơm. Thơm nhà nhiều lắm, trái này trái nấy bự bự không. Nãy quần dũng xong, giờ nước chuẩn bị lớn rồi nè các bạn. Sáng phải quần sớm. Kiếm trái nào vừa vừa thôi. Tại vì có mấy cá kho với cái nồi nhỏ nhỏ thôi chứ. Ôi mà thôi, kiếm một trái bự luôn. Kho không hết thì mình ăn. Đâu có sợ gì. Ấy da, mấy trái nào được không? Các bạn biết cái trái này không? Nè, thì ở chỗ tôi hồi nhỏ thì người ta hay kêu là hỏi người ta trái gì, ta nói trái trứng rắn. Cái này là trái còn xanh nè, thì nó chín thì nó màu đỏ. Mình thì mình cũng không rành lắm, nghe ta kêu sao thì nói vậy thôi à. Phần dân quá, không biết vẽ chỗ nào đây. Cái này thì bự quá. Bẻ có trái thơm không mà cũng cắt gói nữa không các bạn. Quải quá, quải thành niên quá. Cái này đi, nhỏ vừa phải. Cái này kho được rồi. Lên kho ăn cơm thôi. Sáng là cũng không ăn sáng, tại sớm quá, không có ăn sáng kịp. Giờ lên làm ăn cơm, nó bụng quá trời. Mấy cá mè nãy bắt giờ mần sạch hết rồi. Thì cá mè nó xương dữ lắm, nên là mình khứa 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 trên mình nó ra vậy nè, cho xương nó đứt ra chứ thôi xương ăn mắc cổ chết. Này là hành, tỏi, ớt đâm ra rồi nè, với lại muối cục, muối hột á. Cá này thì mình ướp trước, còn hồi nãy mình kho nó sẽ ngon hơn. Ớt cần cho nó cay cay, nó ngon, nó có màu nữa. Đường trong trái thơm nó cũng có vị ngọt nữa, mà trái thơm nãy bẻ trái thơm nó còn xanh quá không, sợ nó chua, ít ruột ngọt nữa. Trộn đều lên để cho nó thấm. Cá mè này đem kho lạc cũng được nè, nấu canh chua, chiên, cái nào cũng ngon chứ. Tại có thơm thì kho thơm cho nó mềm ra, xương nó mềm ra, ăn cho nó đã, ăn cho khỏi sợ. Chứ thơm nãy mình cắt ra miếng miếng vậy nè các bạn, để dưới một lớp dưới á, để cho cá mình kho nó không bị khét chứ không gì. Mà lại cá nó thấm cái vị thơm đều nữa. Các bạn đã có ai bao giờ ăn món này chưa? Cái trái thơm á
mình muốn nấu cái gì mà cho nó nhanh mềm á, nhanh nhừ á, giống như da bò đó này kia hay gì á, thì bỏ cái thơm vô nó mau mềm lắm. Cái thơm này bữa hổm làm mực đốt cái thơm. Ăn rất là ngon. Còn mấy miếng thơm nè, đổ vô đây. Lắc lên cho nó thấm gia vị luôn. Thơm còn sống. Nhảy đi tiêu rồi. Cái này hơi ít thơm mà, để mình cắt thêm mớ nữa mới được. Nhiều thơm ăn ngon. Đó, bắt lên bếp trước đi. Đi cắt thêm một mớ nữa. Rồi đốt lửa kho thôi. Mình kho vậy nè, một hồi mình chế nước vô nữa. Chứ không chế vô nó khét à. Không kho, ủa không kho mà không chế nước vô là hồi thành cá mè gan thơm. Để nắp lại chút xíu đi, cho nó ra nước rồi chế nước thêm. Kho này cũng mất thời gian cũng hơi lâu lâu, nhưng mà có thơm á, nó cũng mau mềm lắm. Lửa cháy tắp vô mặt, lông tai lông chân nhiều quéo quá. Sôi rồi đó. Thì cá kho này á, thì không có để nước màu, nhưng mà ai thích để nước màu á, thì để. Cá kho này thường không để nước màu. Kho này nước hơi nhiều, tại mình kho lâu. Thì trong thời gian đợi kho này đi kiếm rau là được, hợp lý á. Đi lại thôi, hầm vậy nè, hầm hoài vậy nè. Tuy nào nước nó sắc xuống là ăn được. Dàn đậu ở nhà mình trồng bữa hổm nó có trái nè các bạn. Bữa hổm mới trồng mới thấy mới lên đúng không? Hôm nay có trái rồi nè. Từ giờ đi ra vườn đây hái rau. Đậu chỉ mới có trái chiến mấy trái à, ăn cũng chưa đủ. À, đây có mớ rau lan nè, hái rau vô đặng luộc ăn với cá kho. Rau lan mưa xuống cái tốt, ra đọt non nhiều. Bên đây có nhãn lồng nữa nè. Rau lan, nhãn lồng. Có rau muống rồi nữa. Hái nhiều nhiều vô, luộc chấm cá kho ăn cho nó ngon. Đợt nhãn lồng này ăn với lại ốc pu vàng ha. Thì
chuyện đó là chuyện dân gian thôi, chuyện người ta đồn với nhau thôi, chứ còn cái chuyện đồ nhân lòng mà ăn với ốc bu vàng nó có gì á, thì thật sự là không có nha các bạn, không có chuyện đó nha. Đi vòng vòng hái thêm mớ nữa mới được. Vàng đậu này mới mốt mà nó ra trái đều là bán được á, chứ không ăn hết đâu. Nhiều lắm. Đây là trứng của con cá mè bự nãy nè các bạn. Cũng nhiều lắm. Giờ để mình dỡ ra coi làm sao rồi, nãy giờ kho đi kho rồi đi hái rau. Ồ. Oh. Mùi cũng thơm đó, thơm hành rồi này kia. Cá kho thơm, giờ mình cho mấy cái trứng cá này vô luôn. Để trứng cá vô kho ăn cho nó ngon. Trứng cá mè ăn rất là ngon. Để này kho cho nước càng cạn xíu nữa là được rồi. Nồi cá kho của mình nó đã xong rồi nè các bạn. Xong rồi nhưng mà vẫn đốt lửa là để luộc rau. Giờ nhắc cái nồi cá xuống thôi. Trời dại quá, đốt lửa quá trời, sao nhắc xuống. Wow. Xong. Bắt miếng nước lên luộc mớ rau nãy đây. Cái nồi đất mình nhắc xuống rồi nó vẫn còn sôi hoài nè. Đói bụng mà gặp kiểu này nữa. Kho cá rồi luộc rau nữa, muốn xỉu. Rồi kệ, đợi xíu đói thiệt đói ăn cho ngon. Nước đã sôi rồi. Để rau vô luộc thôi. Làm lẻ lẻ ăn cơm. Rau này chỉ cần để vô là dạo qua cái là nhắc xuống. Ủa, lấy ra chứ. Bạn thấy rau vườn ăn thấy gì thấy ngon không? Rồi, xong xuôi. Lấy cái dĩa gấp ra. Rau mà luộc kỹ quá ăn nó hết ngon. Luộc sơ sơ vậy thôi. Đi hái 10 phút rồi. Được một dĩa rau. Ú rớt rồi. Xong.
cơm thôi. Vừa làm đồ ăn xong rồi mưa tới luôn các bạn ơi. Trời mưa à, ăn cơm cho nó mát mẻ. Rồi mời các bạn ăn cơm với gia đình mình nha. Cơm sau khi bắt cá lên được mớ cá mè nè. Giống vậy. Cơm thì có cá mè kho khóm, kho thơm, không phải kho khóm. Gì ăn ngon quá chứ, cái bụng quá. Rau luộc, mấy con khô gan. Cá mè bự trứng vậy không? Ừ. Cá mè bùa nó bằng trứng bự. Cá mè kho các bạn thấy ngon không? Trứng đó nè. Tối qua thấy nó màu nó nhạt nhạt. Cá thấm nó bằng thơm rất ngọt. Cá còn thơm ngon, nó có thơm mùi thơm đó, nó không có cái mùi của cá. Cá nó cũng mềm, thơm thơm là nó có chất axit cho làm cá nó mau mềm. Nhà quay nó tối thui à. Đầu xong rồi. Mà kho nồi đất nó cũng ngọt hơn kho nồi nhôm. Chấm rau trong cái nồi cá kho luôn. Cũng có khô nó cũng ngon. Rau luộc, cá kho. Rau luộc mà để nước thiệt sâu là nó xanh vậy này ngon. Giòn. Làm cũng tới trưa mới ăn cơm được. Cái cá mè này kho thơm nè các bạn. Nè thấy không? Thịt nó mềm ra luôn. Cái xương này thì chưa mềm nổi, nếu mà kho mình kho có nửa ngày nó mới mềm được. Nhưng mà cái này làm cơm mà kho nửa ngày ăn chừng nào ăn. Cái thơm á nó ngọt ngọt. Nó thấm vô cá, ăn rất là ngon. Gì cũng mềm luôn rồi. Muốn mềm sẽ giảm. Cái mè này ngon thiệt. Liệu ăn phải kỹ. Ăn kỹ thì dướng. Xương. Cá này nãy quyết tâm bắt được nó nè. Cuối cùng thì cũng bắt được nó. Phần thưởng thành quả lao động. Mới đúng mà có rau muống nó vô nó ở nè. Ăn ăn rau muống rồi. Cá này mùa mưa rồi nó vô dũng. Cá này là nó vô dũng rồi, nó sống tự nhiên chứ không phải là nuôi nha các bạn. Ăn thơm mới ngon. Rồi cảm ơn các bạn đã xem ha. Hẹn lại các bạn trong những video sau. Đây chỉ là một bữa làm đồ ăn cơm bình thường thôi. Quay lại cho các bạn xem cho vui. Chào các bạn. Thì nãy ăn cơm thì ăn với cá. Giờ ăn tráng miệng, ăn mấy trái cây này được không các bạn? Cam nè, cam sành nè. Trái bự chảng luôn. Măng cụt ở nhà nè. Thì trái măng cụt á, nếu mà ở trong cái ruột nó bao nhiêu muối á thì dưới cái đít đó nè, có cái bông này nè, là mình sẽ biết nó ở trong bao nhiêu muối á. Trái măng cụt này 6 muối. Bây giờ tắt ra thử coi phải vậy không nha. Dùng dao cũng được, nhấn gì nó tắt ra cũng được, nhưng mà nhấn ra thì nó dơ, nước nâu rồi tùm lum. Đó, thấy không? 3, 6 muối. Cách kiểm tra cho muối trong măng cục là vậy đó. Các bạn thấy măng cục thấy hấp dẫn không? À. Thì nó không bị mủ. Măng cục này vườn nhà trồng á.
chứ không phải là măng cục của Thái. Măng cục của Thái thì ta bán nhiều lắm rồi, cục nhà thì mới có một mớ à. Thấy thèm không các bạn? Ở trong nó có cái hộp gì nè, hộp này lấy chồng được nè, hết trơn, quá ngọt. Rồi tới đây là hết tiệc rồi đó, ăn tráng miệng bằng trái măng cục với trái cam sành, ngon. Nếu mà thích thì nhớ đăng ký kênh nha các bạn.